Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hố Xanh Kiến Thức. Các bạn thân mến, cách đây nhiều năm, nói về vũ khí, khí tài mà Việt Nam sở hữu, người ta biết ngay kiểu gì nó cũng có xuất xứ từ Nga, Trung hay một số quốc gia khác. Ý nói, Việt Nam là quốc gia nhập siêu vũ khí. Thế nhưng, những năm vừa qua, với sự nỗ lực và phát triển không ngừng, Việt Nam đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của thế giới về sức mạnh quốc phòng và đặc biệt là năng lực chế tạo vũ khí, khí tài quân sự của chúng ta. Ngoài việc chuyển giao công nghệ từ các cường quốc vũ khí trên thế giới, Việt Nam còn tự thiết kế, sản xuất nhiều loại vũ khí hiện đại. Trong đó, không thể không kể đến là tàu tên lửa 381. Đây chính là chiến hạm hiện đại đầu tiên do Việt Nam thiết kế, đóng mới. Chiến hạm này không chỉ là niềm tự hào của nền quốc phòng Việt Nam, mà còn khiến bạn bè quốc tế phải nhìn chúng ta bằng con mắt khác. Vậy tàu tên lửa 381 có gì đặc biệt? Sức mạnh chiến đấu của nó như thế nào? Các bạn đừng rời khỏi màn hình nhé! Hãy cùng Hố Xanh Kiến Thức tìm hiểu ngay sau đây! Các bạn thân mến, tuy đã được sản xuất cách đây hơn 20 năm, nhưng cho đến nay, tàu tên lửa 381 vẫn luôn là niềm tự hào của quân đội nhân dân Việt Nam và là sự nể phục của bạn bè quốc tế dành cho đất nước nhỏ bé vừa thoát khỏi cái bóng của chiến tranh và sự viện trợ vũ khí của nước ngoài. Việc hoàn thành đóng mới tàu 381 là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự phát triển vượt bậc trong việc làm chủ công nghệ đóng mới tàu chiến đấu, góp phần tăng cường sức mạnh, tiềm lực quốc phòng về phương tiện, vũ khí, trang thiết bị hiện đại cho Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tàu 381 được Việt Nam bắt đầu nghiên cứu, thiết kế và đóng mới vào cuối những năm 90 của thế kỷ trước để đảm bảo yêu cầu tăng cường năng lực bảo vệ chủ quyền, biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới. Dưới sự hỗ trợ, tư vấn của các chuyên gia Nga, Việt Nam đã vượt qua rất nhiều khó khăn về kinh tế và kỹ thuật để có thể hạ thổ con tàu đúng thời gian dự kiến. Con tàu này được thiết kế có các bề mặt góc cạnh được hạn chế tối đa nhằm giảm diện tích phản xạ radar so với những tàu chiến cùng thời. Nó được coi là con tàu tiên tiến và hiện đại bậc nhất. Cho đến thời điểm này, nó cũng là sản phẩm duy nhất từ dự án đóng tàu lớp PPS-500 vẫn đang được phục vụ trong lực lượng Hải quân Việt Nam. Tàu có kích thước tuy không quá lớn nhưng được trang bị hệ thống hỏa lực và trang thiết bị điện tử vô cùng ấn tượng. Chúng ta hãy thử khám phá nội thất con tàu tên lửa này nhé! Tàu tên lửa 381 dài 62m, rộng 11m, lượng giãn nước toàn tải 520 tấn với số thủy thủ đoàn trên 50 người. Tàu được trang bị động cơ diesel cho tốc độ 30 hải lý trên giờ, hành trình hoạt động kéo dài 30 ngày. Con tàu được trang bị hệ thống radar đa năng Positive ME trinh sát mục tiêu trên không và trên biển, có tầm trinh sát hơn 100 km. Radar hiện đại này có thể phát hiện mục tiêu bay có diện tích phản xạ sóng radar RCS 1m2 bay ở độ cao 1.000m từ khoảng cách 11 km và phát hiện tên lửa diệt hạm có RCS 0.03m2 ở độ cao 15m, cách xa tới 15 km. Hệ thống radar ưu việt này cũng có thể theo dõi 15 mục tiêu cùng lúc và bám theo từ 3 đến 5 mục tiêu cùng lúc. Nhờ công nghệ này mà tàu chiến do Việt Nam sản xuất có thể trở thành mắt thần giữa biển khơi, giúp lực lượng Hải quân Việt Nam được đảm bảo công tác tuần tra, phát hiện những vật thể lạ lạc trôi vào vùng biển, đảo của chúng ta một cách nhanh nhất, chính xác nhất. Không những thế, tàu còn có các hệ thống radar điều khiển hỏa lực pháo và hỏa lực tên lửa cùng hệ thống thông tin liên lạc. Hỏa lực của con tàu tên lửa này cũng là một điểm rất đáng chú ý. Nó được trang bị pháo hải quân AK-176 cùng với 8 tên lửa hành trình chống tàu Urane với tầm bắn 130 km. Bên cạnh đó, tàu còn có 2 ụ pháo phòng không cao tốc AK-630 và tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp IKRA và 2 đại liên 12.7mm. Hãy phân tích thêm về hệ thống hỏa lực mà con tàu tên lửa này mang trên mình để thấy vì sao nó được coi là thành tựu lớn do Việt Nam sản xuất và trở thành nỗi sợ hãi của những đối tượng đang nhăm nhe sầm cõi bờ biển, vùng đảo của Việt Nam. Về hệ thống hỏa lực, chúng ta có KH-35 Urane. Đây là loại tên lửa chống tàu hiện đại của Nga, thường được trang bị trên tàu tên lửa lớp PPS-500
và các lớp tàu ngầm Monia Project 12418 và Gepard 3.9 Project 11661. Tên lửa KH-35 có dài 3,75m, sải cánh 0,93m, đường kính 0,42m. Trọng lượng phóng 630kg với động cơ tăng cường. Trên thân quả đạn có 4 cánh ổn định ở giữa thân và nó có thể gập gọn cùng với 4 cánh lái ở đuôi. Với trọng lượng đầu đạn nặng 145kg, tên lửa KH-35 được cho là có khả năng đánh chìm tàu chiến lượng giã nước khoảng 5.000 tấn và là nỗi sợ hãi của hải quân nhiều quốc gia. Ngoài tên lửa KH-35, tàu chiến do Việt Nam sản xuất còn có pháo hạm AK-630 là pháo hạm tự động 6 nòng cỡ 30mm. AK-630 được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu bay như tên lửa đối hạm, máy bay, trực thăng và các loại phương tiện tấn công đường không khác, cũng như tàu nổi có lượng choán nước nhỏ, ngư lôi, các hỏa điểm và binh lực bờ biển của đối phương. Nói thêm một chút về tổ hợp tên lửa phòng không Ikra của Nga được trang bị trên tàu chiến này. Đó là các loại tên lửa vác vai, được đặt cho biệt danh dông lửa mini. Đây cũng là loại tên lửa phòng không vác vai được nhiều quốc gia khu vực đặt chọn niềm tin. Thưa các bạn, sau khi hạ thủy vào năm 2001, con tàu chiến này được biên chế trong đội hình tàu mặt nước chiến đấu của quân chủng trước khi được điều chuyển về lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân. Với sức cơ động cao, hỏa lực mạnh cùng khả năng tàng hình tốt, tàu 381 có nhiệm vụ tuần tiễu, trinh sát, độc lập tác chiến hoặc hiệp đồng với các lực lượng tấn công, tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên biển trong tác chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo. Sau hơn 20 năm hoạt động, tàu chiến tên lửa do Việt Nam sản xuất đã nhiều lần được bảo dưỡng và nâng cấp dưới sự tư vấn của các chuyên gia hàng đầu về vũ khí của Nga. Nhờ đó mà sức mạnh của nó không những không giảm sút theo thời gian mà ngày càng ưu việt và tiên tiến hơn. Bảo quản vũ khí rất cẩn thận và nâng cấp vũ khí vô cùng đỉnh cao. Đó cũng là điều mà bạn bè quốc tế luôn nể phục Việt Nam. Các bạn thân mến, tàu 381 là chiến hạm đầu tiên do Việt Nam sản xuất, nhưng không phải là chiến hạm duy nhất. Sau khi khởi động việc thiết kế và sản xuất con tàu này, quân đội Việt Nam cũng bắt tay vào nghiên cứu và sản xuất nhiều con tàu chiến sau đó. Trong đó phải kể đến hai lớp tàu chiến đấu hiện đại là tàu pháo TT-400TB và tàu 12418 do Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức ký hợp đồng với công ty đóng tàu Hồng Hà và xí nghiệp Ba Son thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đóng mới. Hai lớp tàu chiến trên nằm trong chương trình trang bị tiếp theo cho quân chủng Hải quân để nâng cao năng lực quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo, thêm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Một con tàu chiến khác được Việt Nam tự sản xuất chính là tàu pháo tuần tiễu HQ-273. Theo đó, con tàu HQ-273 là lớp tàu pháo có vũ khí điều khiển tự động hoạt động trên biển với 4 nhiệm vụ chủ yếu là tiêu diệt tất cả tàu chiến đổ bộ, tàu hộ tống của địch, bảo vệ căn cứ các tàu đổ bộ và đội tàu hộ tống ở vùng hoạt động của các lực lượng và tàu phục vụ các lực lượng ra quét mìn, bảo vệ tàu dân sự trên biển, trinh sát chiến thuật cảnh giới mặt nước. Còn tàu pháo này có chiều dài 54,6m, rộng 9,16mm, lượng giãn nước khoảng 400 tấn. Tàu đạt tốc độ tối đa 32 hải lý trên giờ, tầm hoạt động 2.500 hải lý. Đặc biệt, con tàu này có khả năng tác chiến trong điều kiện gió cấp 10, sóng cấp 8. Khí tài của tàu HQ-273 cũng không phải dạng vừa. Nó được trang bị nhiều hệ thống vũ khí hiện đại, tự động hóa cao như pháo hạm AK-176M cỡ 76,2mm với tầm bắn hơn 15km, tốc độ 120 phát trên phút. Tổ hợp pháo phòng không AK-630M có 6 nòng cỡ 30mm với tầm bắn 4.000m, tốc độ 5.000 phát trên phút. Ngoài ra, HQ-273 còn có tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp và súng máy 14,5mm. Trước khi bàn giao đưa vào sử dụng, tàu HQ-273 đã qua nghiệm thu và thử nghiệm bắn đạn thật nhiều lần trên biển và đạt được kết quả vô cùng mỹ mãn. Chất lượng đóng tàu và cách bài trí, thiết kế khí tài trên tàu của Việt Nam không thua kém gì so với chất lượng các con tàu chiến, tàu pháo của nước ngoài sản xuất. Một con tàu chiến khác cũng được chính Việt Nam sản xuất, đóng mới,
đó là tàu HQ-272. Sau 2 năm nghiên cứu và sản xuất, con tàu này cũng đã được chạy thử và bắn nghiệm thu đạn thật. Mọi thông số đều đảm bảo theo thiết kế. Tàu được quân chủng hải quân, các cơ quan thiết kế và hội đồng nghiệm thu của Bộ Quốc phòng đánh giá cao về chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, đạt được đầy đủ tính năng kỹ thuật, chiến thuật theo phê duyệt của Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thưa các bạn, việc làm chủ được công nghệ đóng tàu, đặc biệt là tàu chiến, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với công cuộc tăng cường sức mạnh hải quân, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Từ chiến hạm đầu tiên cách đây hơn 20 năm, chúng ta đã cho ra đời nhiều lớp tàu chiến với chất lượng và khả năng chiến đấu không hề thua kém với bất kỳ con tàu chiến nào trên thế giới. Đương nhiên, đây sẽ là những bước đi vững chắc cho nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam không ngừng lớn mạnh. Chúng ta cũng hoàn toàn có thể mơ đến một ngày Việt Nam sẽ xuất khẩu ra nước ngoài những khí tài quân sự made in Việt Nam và thu về ngoại tệ như các cường quốc quân sự từng làm, phải không ạ? Các bạn nghĩ sao về điều này? Hãy cho chúng tôi biết ở phần dưới comment nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Hố Xanh Kiến Thức sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Hố Xanh Kiến Thức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!